Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại thì mình đang ở trong cái khu vực kho xe cổ tại dòng xe An Phú, Thường An Bình Dương ha. Rồi, thì bên cạnh đây là dòng xe Game, Super Game là Xis 125 ha, phiên bản 2019 và 2020. 2020 là phiên bản mới nhất ha. Đây là phiên bản 2020 nè. Còn đây là phiên bản 2019. Thì đối với hai phiên bản này nó chỉ khác nhau về tem xe thôi, còn lại thiết kế hay động cơ thì giống nhau hoàn toàn ha. Các bạn mua phiên bản nào cũng được tùy theo sở thích của mỗi người, thích tem xe nào thì mình chọn xe đó. Giá hiện tại bên mình đang bán mức giá là 170 triệu nha. 170 triệu. Ở giá này là đã có VT rồi, đó, chưa phí ra biển số ha. Thì những bạn nào mà muốn ra biển số thì bạn cứ liên hệ mình, chi phí có bao nhiêu thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Đó. Rồi, xe này là xe mới hoàn toàn 100% luôn, chưa đủ xăng nha bạn ha, chưa đủ xăng luôn. Xe này thì DAT 2019 nè, ấy DAT 2020 nè, chiếc này thì DAT 2019. Thì đợt này á, bên mình về được vài xe, hai vài xe, ba bốn xe á. Thì những bạn nào đang quan tâm dòng xe này thì bạn cứ liên hệ với mình. Tại vì xe này trong thời gian vừa qua rất là nhiều khách hàng liên hệ mình để mua xe này và không có hàng các bạn. Ở khu vực miền Nam mình là chỉ duy nhất cửa hàng của mình là có dòng xe này thôi, ở miền Bắc cũng không có luôn à, bởi vì cái mức hàng xe này mà ở Việt Nam mình là rất là hiếm luôn các bạn. Bên Campuchia rất là nhiều à. Xe này mà đem về Việt Nam mà để có một giấy tờ hợp lệ mà để lưu thông hợp lệ á, thì cả một vấn đề á, chứ không phải là đơn giản là mình mua xe bên kia về xong á mình chạy đâu. Có một số bạn bảo xe này bên Campuchia á, chỉ có 30-40 triệu thôi, mang về đây bán 100-200 triệu đó. Thử mà các bạn đi mua một chiếc xe mà không có giấy tờ đi, các bạn chạy chút xíu là người ta bắt rồi đúng không? Còn mà để mà có giấy tờ hợp lệ Việt Nam đó là một cái vấn đề rất là khó ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem hai cái chiếc xe này. Rồi, ở phía bên tay trái của các bạn á là cái phiên bản 2020 ha. Đó, phiên bản 2020. Đó. Thì 2020 này á nó chỉ khác nhau một cái tem xe thôi các bạn. Đó, nó khác nhau tem xe thôi ha. Như các bạn thấy nè, tem xe trên này thì nó phối dạng màu bạc. Bạc với vàng đồng thấy các bạn. Đó, bạc với vàng đồng. Còn ở phía bên này á là màu vàng. Đó, màu vàng luôn. Thấy ha. À, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. À, còn phía bên hông này, phía vàng chỗ cái cớp ha, chỗ cớp này thì chiếc 2019 thì nó dạng màu vàng ha, màu vàng vàng luôn đó. Ha, bạn nhìn kỹ nha. Rồi, còn chiếc 2020 thì nó như vậy, nó dạng có thêm cái màu bạc nữa các bạn, đó, màu bạc nữa. Đó, nó khác nhau chỗ đó đó. Rồi, về mặt đồng hồ thì nó cũng khác nhau cái nền thôi các bạn. Đây, mặt đồng hồ. Đó, mặt đồng hồ ha. Mặt đồng hồ thì chỗ cái nền, đây là nền vàng nè. Nền vàng, mặt đồng hồ thì nó cũng nhìn nó cũng rất là cổ điển nha các bạn. Nó cổ điển luôn. Rồi, phía bên kia. Bên kia thì cái nền nó sẽ là khác. Đây, chiếc này cái nền nó khác ha. Đó, xe này mới 100% nha các bạn ha, chưa đủ xăng chưa chạy nha. À, rồi à, có công tắc đèn còi ở phía bên đây là cốt pha còi nhanh trái nhanh phải người le này là đề nha, mình nói nhầm đề. À, hai chìa khóa ha, hai chìa khóa. Rồi, dài xuống đây, chung là nhìn đồ đạc của ông Thái làm ra nhìn cảm giác rất là phê các bạn ha, rất là bóng luôn, mình nhìn mình còn thích nữa các bạn đó, thấy không? Nhìn rất đẹp luôn, ốc át này kia rất là sáng ha. À, bô nè, bô nhìn đẹp ha, có chưa ghim cho bá lửa luôn kìa. Rồi đùm căm ha, rất là đẹp. Phục thì phục chỉnh được một người hai người nữa các bạn. Rồi, ở phía sau bên hông này thì có cái chữ ghim nè, à, chữ ghim làm là logo nổi ha, 3D. À, nhìn rất là nổi bật. Đó. Con này thì DAT 2020 nha các bạn ha. DAT 2020 lớp made in Thái Lan nha. Lớp made in Thái Lan chắc các bạn không thấy đâu, mình chỉ nói cho các bạn xem thôi. Đó. DAT 2020. Rồi, phía bên đây. Nhìn rất là phê luôn các bạn ơi. Đây, niền Siam Gucci ha. Đó, những cái niền nào của Thái Lan thì có thêm chữ Siam vào. À, Siam ha, Siam Gucci, thấy chưa?
Những chiếc quay Thái bây giờ cũng vậy luôn các bạn ha, cũng là đèn siam luôn. Siam. Rồi. Chỗ gạt tê nè, ha. Nhìn xe bóng 7 ha. Như gác 18. Đó. Rồi, còn về cái phía bên này. Nhìn rất là bóng ha. Nói chung thì hai cái phiên bản này á, nó giống nhau hoàn toàn nha các bạn ha. Nó không khác nhau gì hết trơn á, chỉ khác nhau về tem xe thôi. Thì những bạn nào thích phiên bản nào cũng được, mua phiên bản nào cũng được, không khác nhau gì nhiều đâu. Máy móc cũng y chang như vậy thôi. Rồi, còn đây là cái động cơ đầu bò nè ha, bốn ốc nè, bốn ốc đầu nè. Ồ, nhìn rất là phê luôn. Ở giữa, ở phía dưới có một cái kênh thanh sắt ngang các bạn thấy không? Thanh sắt ngang nó để bắt hai cái bửng cho nó chắc hơn các bạn ha, cho nó chắc hơn. Nó không bị gơ cái bửng. Đó. Rồi, còn đây là cái bánh trước. Ok. 170 triệu. Cực kỳ đẹp. Cái xe này mình thích nhất là phần đầu xe, cái logo NCX đây nè. Nhìn nó sang ghê luôn các bạn, không? Nhìn rất là sang luôn. Logo NCX cực kỳ sang. Rồi. Không? Ha. Cái đèn trước cũng siam Gucci ấy nè. Cái dash này là dash 2019 nha các bạn. Dash 2019. Đây. Thấy chưa? Thấy cái dash 2019 không? Từng thứ 30 2019. Chung thì xe này thì không còn gì để nói nữa các bạn ơi. Mua về trưng để trong nhà mà trưng cái mà khách lại đến nhà xem cái là ôi giời ơi. Đại gia đây rồi. Mình nhìn mình còn thích nữa, huống hồ với các bạn. Lần này thì không có về màu đỏ mặn nha. Theo mình thấy thì đối với những màu đen như thế này thì cũng khá là đẹp ha. Khá là đẹp, đen rất là bóng ha. Rồi. Cho mà các bạn xem dạo vòng hai chiếc này. Nhìn nó phê cỡ nào. Chung là hàng độc lạ bên mình có nhiều lắm các bạn ơi. Rồi, video sau á thì mình sẽ quay cho bạn xem cái hai chiếc Gimin CX. Đó, hai chiếc Gimin CX nè, mình sẽ quay cặn kẽ hơn. Chiếc này, hai chiếc này thì cũng chưa đủ xăng luôn ha, cũng xe mới hoàn toàn. 230 triệu ha. Thì hôm sau thì mình sẽ quay cho bạn xem hai chiếc này. Đó. Đây, còn đây thêm một chiếc nữa nè, theo chiếc Gimin CX nữa nè. Ha. Cũng đời 2019 luôn. Gimin CX ha. Còn chiếc này màu trắng, đời 2020. Đây, màu trắng 2020 ha. Đó, nói chung thì của mình xe thấy dữ không à. Nha. Còn hai chiếc Gimin Việt bên kia là chưa đốt xăng nha bạn ha. Hai chiếc Gimin Việt bên kia chưa đốt xăng. Một chiếc 140, chiếc 160. Đó. Chung thì mình sẽ từ từ mình sẽ quay cho bạn xem hết à. Các bạn nhớ follow đăng ký kênh mình đi. Thì mình sẽ quay cho bạn xem ha. Rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.